Casting thành viên chính thức bị đổi sáu. Tôi không hiểu đội trưởng cái kiểu gì mà tập trung hết là 6 người ngồi đây là sao? Sao? Đi có 5 người và tập trung 6 người sao? Rồi khách mời bỏ ai? Bỏ cho ai? À. Muốn loại chúng tôi à? Tôi không hề có ý loại các bạn. Nói đi, nói lại. Đi chơi của chương trình vui thế này, tôi mong bạn nhiệt tình và bạn hãy năng nổ lên để hòa đồng với các bạn. Yeah. Nặng quá. Bạn đừng có tỏ thái độ mình sau này sau nọ, thật sự. Thôi, chỉ nói được thôi. Chứ quá thôi bây giờ, để cho một cách công bằng chúng ta sẽ... Ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cô bé Hoàng Anh đỏ. Rồi. Đỏ hả? Đây. Hấp bụng vô. Xin chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình casting của Biệt đội X6 ngày hôm nay. À, cô thắc mắc là bạn bé nhau thấy nhỉ? Bé nghĩ đi em. Ai sẽ là người ra đi và ai sẽ là người ở nhà? Mỗi bạn sẽ có 2 phút để nói tại sao các bạn là người xứng đáng để ở lại với chương trình. Đội trưởng lên trước đi. Tôi không thể nào vắng mặt ở cái buổi chơi ngày hôm nay bởi vì tôi là đội trưởng. Tôi được khách mời tuần trước ủy quyền tôi là đội trưởng. Không, mình chứ. Bây giờ lời đầu tiên thì xin mời thí sinh May bước lên sân khấu. Ủa? Nãy giờ mình nói ít nhất. Bye. Ủng hộ tinh thần May. Như các bạn đã thấy, những thành viên bị đổi sáu rất là nhốn nháo, rất là ồn ào, rất là bất trật tự. Đầu giờ chỉ có mình tôi là trật tự nhất. Cho nên khi có tôi trong đội là đội đó sẽ bớt đi một phần nháo nhào. Hết 2 phút, về. Hết chưa? Mình không có thời gian. Cô lên đi. Không có thời gian. Loạn quá, quá loạn. Chào quý vị khán giả. Em, Miko Lan Trinh được mệnh danh là bộ não của X6. Em tự tin những trò chơi về trí tuệ, thông minh, suy luận thì em nghĩ ra đầu tiên và nhanh nhất. Về thể lực, có thể em không phải là người mạnh nhất, nhưng em lì nhất. Em luôn luôn được mệnh danh là người không bao giờ bỏ cuộc. Xin hết. Thư cấu. Quá ảo. Không đúng sự thật. Không có sâu sắc. Không... Chào khách mời. Chào các bạn. Mình là người coi như là có hội tụ tất cả những cái năng khiếu nhất trên đời, bởi vì trên đời này không có gì mà tôi làm không được, chỉ khi nào tôi mệt tôi mới bỏ cuộc thôi. Mà lúc nào tôi cũng mệt. Khả năng đặc biệt của tôi là bắt điệp viên đó, và đó là điểm mạnh của tôi. Suy luận hơn bạn kia. Hư cấu. Đi về. Ảo giác, ảo ảnh, giả tạo sống ảo. Hồi nãy giờ quý vị cứ lo kể ra những điểm mạnh của mình, nhưng quý vị quên một điều, chúng ta tham gia chương trình Biệt đội X6 để phục vụ quý khán giả đang xem đài TV, đúng chưa? Nhưng mà ở đây các bạn thấy 5-6 người này đều là trẻ cả, không có gì lạ. Điểm nhấn là già. Đây đây, điểm nhấn là già. Già nhưng mà chất. À, người ta nói phong độ là nhất hợp. Em nói câu về chị. Nha, em khen nha. Nghiêm túc luôn. Rồi. Già nhưng cái nét nó đậm đà. Đúng. Nếu như mà không có Cát Tường thì cuộc chơi này 5-6 bạn nhỏ chơi với nhau không còn gì thú vị. Rồi. Có Cát Tường luôn là người cầm đầu đem tới những cái gì hấp dẫn nhất cho cái game show Biệt đội X6. Nhiều khi thấy vậy vui hơn. Có Cát Tường vui hơn. Xin lỗi quý vị khán giả luôn, nãy giờ là tôi hư cấu. Dạ. Xin mời sĩ Thanh ạ. Khách mời lên. Thôi bà này chắc chắn là bà không nói gì nhiều đâu. Cát Tường, quý vị khán giả thân mến, nếu như Biệt đội X6 không có em thì không thể tồn tại được. Vì xã hội này phải có những người chính nghĩa như em sống sót. Những người ở đây toàn là những người gian dối. Nhất là Kiều Minh Tuấn là một cái thành viên gian xạo nhất. Xin cho tôi nói. Nè, đi xuống. Này bị đổi xấu chứ không phải là chơi Pokemon nha. Đâu không phải là đại quý vị, em là một người đại diện của chính nghĩa. Em là một người đại diện của sự sắc đẹp, nhan sắc. Cho nên bị đổi xấu không thể. Không có em. Thật sự ra cái này tôi muốn trải lòng với lại quý vị khán giả. Một trải lòng. Dạ.
Thật sự từ nãy giờ ai cũng nói điểm mạnh, điểm tốt của mình. Còn hôm nay cho em, cho mình, cho anh xin nói là Tuấn không có một điểm mạnh nào hết. Tuấn chơi rất dở, sử dụng rất dở, sức lực thì yếu kém. Nhưng mà Tuấn mà không có cho bị đổi xấu là rating bị xuống. Dạ. Ủa, vậy luôn hả? Chính quý vị và các bạn sẽ là người bỏ phiếu kín và sẽ quyết định xem ai là người sẽ ở lại ghi tên người mà các bạn không muốn đi cùng chúng ta ngày hôm nay. Ghi tên người ở nhà. Thế anh sẽ đi một cái người mà hư cấu nhất nãy giờ đây. Tôi biết. Chị Thanh muốn nói đến mày cái gì? Có chuẩn bị lem á, từ tuần nó qua về bá giờ để chết. Ôi, phiếu kính luôn. Phiếu kính luôn. Ôi, đây là lần đầu tiên trong bị đội sáu mà chơi kiểu này luôn á. Những thành viên này đều có một phiếu, đó chính là Lan Trinh, Kiều Minh Tuấn và Sĩ Thanh. Nhưng có một người Để anh giúp nha. Bá Dơ một phiếu. Giờ còn có Cát Tường với Mây thôi đó. Mây một phiếu. Hai phiếu. Là chỉ mong là mọi người có thể đoán được em là ai thôi. Nó không được, được rồi anh. Đi về cháu. Bạn làm nghề gì? Ca sĩ. Ca sĩ. Nhạc sĩ. Nhạc sĩ. Ca sĩ, nhạc sĩ chứ không phải diễn viên nha. Em biết rồi đó. Rồi. Người quen của tôi mà. Không phải. Hát một câu nghe nè. Tan chim non trên cành cao. Trời ơi, ca sĩ này văn nghệ thiếu nhi dễ sợ luôn. Văn Mai Hương. Văn Mai Hương. Không phải, chị. Khách mời của chúng ta là một người rất là tài năng và xinh đẹp. Kính thưa quý vị. Kiếm gì vậy? Phi Phụng hả em? Phi, dạ. Phi. Anh Tuấn, anh có hỏi câu gì không? Em có đóng phim chưa? Có. Tụi mình gặp nhau chưa? Một lần hả? Lê, cho thêm một gợi ý. Khách mời của chúng ta cũng đã từng thi cuộc thi gì mà bá rồi từng thi đó? À, Trang Pháp hả? Phải không? Và bây giờ mọi người hãy mở tròn mắt để ngắm nhìn nhan sắc của khách mời. Rồi mở mặt nạ ra mà y chang cái mặt nạ chắc tôi chết liền. Ba thành viên còn lại sẽ, bạn hãy chọn một trong ba để trở thành thành viên của đội bạn để đấu với đội của chúng tôi. Rồi, để Lan Trinh giới thiệu, chị, tư vấn. Chị tư vấn em. Rồi, chị thật sự đang nghĩ là nếu mà kêu Sĩ Thanh qua thì đội mình chắc chắn thua, mà thua đẹp. Thua đẹp, đội đẹp. Thua trong cái sự đẹp là mọi người cũng có cái gì đó để coi. Tại vì Sĩ Thanh là rất là thông minh và chính nghĩa. Anh Tuấn nhìn to con như vậy nhưng mà anh yếu kinh khủng. Suy nghĩ không được cái gì đó. Tuy nhiên mình có ảnh ở trong đội thì mình cũng có chút niềm tin. Không. Còn ngày người thứ ba là chị Tường. Chị Tường khỏe, chị Tường thông minh, nhưng chị Tường cực kỳ hung dữ. Thì cái chuyện yếu tố mà cái con người hung dữ trong một đội đâu có quyết định được cái điều gì đó. Nếu mà tụi mình chấp nhận có một má mì thì tụi mình có thể mời chị về để quản lý tụi mình. Đó. Đó. Qua kia đi. Ôi, anh qua kia đi. Anh muốn ở với em. Ôi, ai em ở với anh đâu. Ai? Nói chung là vừa kìa, kìa.
Với em thì ai về đội em cũng thấy rất là tiềm năng, bởi vì mỗi người đều có thế mạnh riêng. Được ai đến ba la con gà chọc tiết, ai ăn tiết thì phải trả tiền, không trả tiền thì tiên đánh cho. Hôm nay các bạn sẽ được tới trung tâm thương mại Aeon Mall Canary Bình Dương. Hãy lên đường. Aeon Mall. Vào bên trong. Có tiền ông Trang cho anh mượn cái. 10 ly nước uống. Thôi đi 50 thôi, đi làm gì nhiều vậy. 50 thôi. Ừ. Cảm ơn em. Trời ơi, em xin tiền đó luôn đó hả? Sao đâu? Trời ơi, em hèn hạ vậy luôn đó hả Tứ? Ủa bình thường mà chị. Em trai đẹp mà, gái đẹp phải cho em thôi. Đúng không em? Trời ơi, nhỏ này dạy trai vậy luôn á hả? Tiền á? Sao lại cho? Ờ, sao nó dạy trai dữ vậy đó hả? Xin mua nước mà dạy hết tiền rồi. Thế bây giờ đội bên đây cho Tuấn tiền rồi, đội bên đây mua nước cho em uống đi. Tiền đâu có đông tiền đâu mua. Lấy tiền nè, em cho chị mượn tiền. Không, chị không có đem tiền. Cho chị mượn tiền, mua cho em đi chợ sữa đi. Không có đem. Muốn mua cái gì? Ủa nãy con ấy nó mua bát cha cho mình rồi. Trời, đi qua Nhật đã lắm. Nhưng mà em có tiền em đi theo tour chưa chắc đi. Còn vô bạn đi cái chương trình mà ai chưa? Đi là suốt tour. Ăn được không? Đi, sẽ ăn không? Không. Mua đi. Chị mua cho. Hai đứa mình ăn chung. Đi. Ừ. Mới mượn được nào? Tiền đấy. Đây. Nó xếp hàng không? Đâu nha. Xếp hàng chợ. Như đây nè, đây nè, đây. Có mua mỗi hộ mà hủ thế thôi hả? Ba mình ăn chung. Bà phải mua cái gì không? Bà phải mua cái gì không? Không. À, quên. Sao có được kêu lên nữa. Kêu lên nhỉ? Rồi 8.000. Rồi đây nha. Làm gì trả lại tiền cho chị đây. Hôm nay là Miko mua đồ ăn cho Trang Pháp ăn. Trang Pháp sẽ massage để trả lại tiền 8.500 cho chị Miko. Đây. Đây đi, bán mình ăn. Sao bó? Rồi hết 8.000 chưa? Phút 8.000. Cổng một vòng coi. Dạ bà nội. Ôi dạ. Đâu? Gì vậy ba? Hello, cổng chơi. Như cái cổng bà. Nó còn cầm cái mắt cha của mình đâu. Kêu chờ cổng em bỏ đi. Nếu hôm kia lấy chai cho chị coi. Không. Vậy em đâu muốn mua uống ly trà sữa nữa, nó mua lộn cho em rồi. Hãy mình đi mua ly trà sữa rồi uống chung. Cái gì? Cái gì? Trong cái ekip setup thì sẽ dành ra khoảng 20 phút để cho các bạn đi tham quan Aeon Mall. Khi tham quan Aeon Mall đó thì mỗi một thành viên sẽ có một nhiệm vụ bí mật, phải giữ bí mật với chính thành viên của mình và thành viên của đối phương. Nếu bạn làm được nhiệm vụ này thì bạn sẽ được 1 điểm cho mình. Bây giờ em sẽ có 15 phút để set up cho cái nhiệm vụ ở đây. Trong lúc đó thì các bạn sẽ được 15 phút nghỉ ngơi và đi dạo quanh này để cho cái nhiệm vụ đó nhé. Chị muốn làm gì ở đây là chị không làm gì đâu. Bắt đầu quay thì mấy cái vòng này chắc là làm chợ đi được, mọi người đi làm nhiệm vụ gì em à. Đường đi theo em, không đi theo ai hết. Nó kêu chị mua trà sữa mà tao nó không có tiền mà nó cứ một ai không mệt. Ủa nó đội khác mà quên, nó đâu phải đội chị. Trời ơi, tự nhiên dẫn vô trà sữa gì vậy, tôi không có tiền đâu mà mua. Không có cho. Làm sao bắt bả mua trà sữa cho tao được.
thằng kia nó có đi băng băng băng, nó không đi với mình nha. Anh mượn tiền em là anh làm gì đó, mượn tiền em là em cho mượn mất rồi đúng không? Công việc của anh là anh phải vay được của khách mời 50.000. Biên tập ekip với tên là tôi. Tiền mẹ, em cho chị mượn tiền. Không, chị không có đem tiền. Cho chị mượn tiền. Chị, đòi lại được không? 7.000. Anh ơi, em tiền em đi sao em mua đồ ăn rồi, em đòi quá. Không em. Không. Trả tiền cho nó đi. Không, anh xin chị. Đi, trả tiền cho em đi. Mà em giờ phải tới trang pháp kìa. Tưởng cho tiền mua đồ ăn coi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không. Cái gì vậy? Bây giờ bác sơ đang ngồi bên kia, làm sao kêu bác sơ cổng lên. Trời ơi, nó đang bị đau chân nữa. Mình bác sơ cực kỳ là sợ vợ ghen làm sao cho nó cổng. Cho tiền mua đồ ăn coi. Có lẽ dụng gì vậy? Ủa là mình cứ phải đi vòng vòng vậy hả? Làm gì vậy? Ông rảnh không? Cổng ngươi đi vòng được không? Ông rảnh không? Cổng ngươi đi vòng được không? Cái lời đề nghị mà không đâu vô đâu. Thì cổng nó đi vòng đi. Tự nhiên cái cổng đi vòng. Bác sơ thể hiện sức khỏe. Tự nhiên thể hiện vậy tôi được cái gì? 30.000. Móc 30.000 nữa nói gì. Vả lắm mà không có một đồng nào trong người nè. Đi đâu rồi? Mà có cổng không? 30.000 cổng. Cổng nha, nói là đàn ông nói lời là phải giữ lấy lời. Thôi, 50 đi. 30.000 cổng đi. 50. Cổng đi vòng đi. Cái gì? Một vòng thôi. Ừ. 50 đi. Rồi được rồi, cổng đi. Cổng lên vai rồi tôi đưa 20. Hai đi. Hai. Rồi. Rồi theo rồi. Rồi đi đi. Ủa mà đi đâu? Đời này á sống vì tiền quá mà. 50.000. Không có tiền mà. Tự nhiên. Cầm 50.000 để cổng lúc này. Một dòng nhỏ không được xí hay đó. Đợi chị vậy đi. Bánh xô ngu. Bánh xô. Mày dạy gái quá. Bánh xô. Bánh xô. Cái gì? Là làm sao? Em có 50.000. Có 50.000 ăn gì mua cho. Trời lắm. Lên đây. Đi lên hả? Lên lên chợ anh dữ vậy. Đội mình ở đâu đi theo đó. Lên chi vậy? Nãy giờ tôi không hiểu gì hết á. Thà nói cho tôi biết đi. Trà sữa cho. Tất cả những cái mà yêu cầu, thỉnh cầu của đội bạn chị không được thực hiện. Nghe chưa? Ok. Bây giờ có thể nói chị Tường mua một ly trà sữa được không? Tôi cho ông thêm 50. Đâu nhưng mà hỏi thiệt là vụ gì vậy? Thì bây giờ đang thèm uống trà sữa. Thiện mà bây giờ chỉ còn có mỗi ông Tuấn với lại cả Tường là còn tiền à. Đối với một cái trí thông minh như tôi mà tôi đang nghĩ nó phải có cái âm mưu gì ở trọng á. Ủa? Tự nhiên khơi khơi. Chị thề với em. Giữ tiền này không được cho ai đụng vô, kể cả chị không được lấy luôn. Không được mua tiền mua kem. Thề đi. Thề. Rồi. Sao bị vụ quá vậy? Em sợ nó đòi lại. Tôi cầm tiền ha. À. Rồi cái bây giờ tôi làm gì? Ủa gì vậy? Ủa trên tường nè. Ủa tức là bây giờ phải xác định được là bây giờ cầm tiền. Bây giờ bạn tiền này của bạn không có xài tới nữa. Không có xài tới nữa. Bây giờ bạn chỉ cần kêu chị Tường hay ông Tuấn mua đi trà sữa là được rồi. Ê con Lan Chính nó gục cái mình kéo. Lan Chính nó gục cái mình. Hình như hai bên kia cũng làm nhiệm vụ gì á. Em nghĩ vậy á. Cái này đơn giản là nhiệm vụ gì á. Tiền ở đâu vậy? Ủa tiền có em. Thế rồi. Thôi cùng ly vô. Dạ. Còn 1.000 danh dự có thì cho chị đi. Thôi. Mua cho em ly trà sữa đây. Có đi xuống dưới không? Má làm đổi
nổi. Chị tào lao thiệt á. Đó. Chị mua đây mà. Nghĩa là Vân có nhiệm vụ á. Em nghĩ là nhiệm vụ nghĩa là lấy tiền của em. Ừ. Hay nhiệm vụ của bạn Sơn là xin tiền mình. Hay là diễn. Bây giờ mới. Nhiệm vụ chị Cường là gì? Trong suốt thời gian đi dạo vừa rồi, các bạn đã vừa thực hiện cái nhiệm vụ bí mật của từng người. Bây giờ đến lượt từng người bộc bạch trước máy và nói mọi người là mình bị nhận nhiệm vụ gì và mình đã thực hiện ra sao. Trang, em được nhận nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của em là phải massage cho chị Miko Lan Trinh và không được để bị nghi ngờ thì em đã nhờ chị mua cho em một bát súp và em trả công bằng cách là em massage cho chị. Làm gì trả lại tiền cho chị đây? Hôm nay là Miko mua đồ ăn cho Trang Pháp ăn. Trang Pháp sẽ massage để trả lại tiền 8.500 cho chị Miko. Đây, massage. Đây, bán mình ăn. Được một điểm, sĩ Thanh. Nhiệm vụ của em là phải gả cho ba Zo cổng cho em đi một vòng. Cho nên là em đã dùng tất cả những chiêu trò. Ba Zo ham tiền cho nên đã cổng em đi một vòng. Ba Zo không biết gì hết, đúng không? Dạ, thì vay em được 50.000. Cổng nha, nói là đàn ông nói lời là phải giữ lấy lời. Thôi, 50.000 đi. Ba Zo ơi, cổng đi. Em có 50.000. Có 50.000 ăn gì mua cho. Tôi đã tốn hết 50.000 cho bác. Tôi giả bộ ngay thơ từ đầu tới cuối. Ủa, em có quỷ đề xảo hả? Thôi bỏ. Bây giờ cũng có lợi rồi, được 50.000 mua đồ ăn cho con cũng được. Nhiệm vụ của em là phải nhờ chị Tường mua cho em đi trà sữa. Chị Tường chị keo lắm. Ai chứ chị Tường có chuyện mua nước cho đàn em uống bao giờ. Khó à. Nhưng mà bà đã sớm biết ra rồi. Bà Tường không biết, đến giờ không biết luôn. Trời ơi, em nghĩ sao cái mặt chị không biết vậy phải Kiều Minh Tuấn. Có chị giả. Tôi biết không mà hai người chạy như ba đuổi vậy. Thấy tôi tới chạy đi ghê. Em nghĩ sao chị không biết. Chị biết em đã được đã lấy được 50.000 rồi. Sao chị cứ bắt em lấy cái tiền đó để mua kem cho chị hoài. Chị đang tìm cách để chị lừa cái thế khác. Sao em ngu quá à. Em biết chị bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm trong nghề chứ. Cuối cùng là Kiều Minh Tuấn nhắn mua kem cho Tường ăn là được rồi. Đúng không? Đem tiền. Giờ này mới chịu hiểu hả? 50.000 của em nè, còn nguyên nè. Kiều Minh Tuấn gửi Tường giữ giùm 50.000 tại sợ người khác tới dụ. Người em đó. Đây. Nhiệm vụ của Tuấn là ban tổ chức yêu cầu là xin 50.000 từ tay của Trang Pháp mà Trang Pháp không hề biết gì hết. Rồi đây anh trả nó lại cho em, cảm ơn em. Anh lấy điểm thôi, anh không lấy tiền. Thôi tổng kết điểm đi. Hai đội cử mỗi thành viên sẽ bắt cặp thi đấu với một thành viên đối phương trong hai hiệp. Mỗi hiệp mỗi người có tối đa 2 lần ném bowling. Mỗi hiệp cá nhân đấu với nhau, nếu thắng là 1 điểm. Đội nào có tổng số điểm của cả 3 thành viên nhiều hơn cũng được thưởng 2 điểm. Chia cặp luôn ở đây đi. Rồi chia đi bắt vô. Em với chị Cát Tường. Cái này hay nè. Rồi vậy đi, mày đánh thắng hai này đi. Rồi vậy đi. Rồi vậy đi. Ờ, tim sắc đẹp. Tim sắc đẹp. Cái tim này chắc chắn là đẹp nhưng mà tài năng tới đâu thì chưa biết. Nói nhiều quá. Bây giờ thí sinh thi đấu đầu tiên của mỗi đội là ai? Có tên rồi, sẵn rồi, thấy chưa? Rồi, Trang Pháp và chị Cát Tường, mời hai thí sinh bước lên. Khởi động đi nào, khởi động đi. Giờ đánh bô linh, vậy đi. Ủa, chị Tường là... Cầm dấu anh màu xanh á chị. Sọt như em nói. Cố lên. Tiễn thủ ra massage rồi. Chị thấy cái mũi tên không? Ở giữa. Thấy ở giữa không? Chia ra ở giữa. Đánh đúng cái mũi tên đó là vô. Ok. Mà đi từ đây nè. Đi từ cái chỗ này nè. Đúng luôn đi, sao đâu. Đặt chân đây nè. Đặt chân đây, cứ đi vậy, đi thẳng nha. Đi thẳng nha. Đẩy nha. Ok. Giang ra đi, cho người ta chạy nè. Nặng quá mời. 2, 3, vô. Làm như đua xe. Đi chạy đi, chơi đi, chơi đi. Tường ơi tuyệt vời, Tường ơi tuyệt vời. Trời ơi, bển hay quá. Không sao đâu.
chơi rồi mà. Thì đâu sao đâu, chơi đại quá. Tại em mình thử bên kia được mà. Đúng đúng vậy. Ê bên, còi lên, còi lên. Tới chị Thanh. Không Thanh. Không, tại dưới dưới nè. Khả năng của từng người rồi. Nhìn lên bảng điểm là tôi thấy là đội tôi là đang gác rồi đó. Ok. À, chị Cát Tường không điểm. Hai đi. Ủa em cũng không gì Sĩ Thanh, em la chứ cho lớn thì Sĩ Thanh. Rồi cho bên kia đánh trước đi, mệt quá. Chơi. Sao cái bàn nó xoay cánh giữa hay vậy? Ủa sao nó xoay cánh giữa hay vậy? Không thấy đường luôn. Rồi hay quá. À giờ từ bước qua bước rồi, phạm luật rồi. Tới phút cuối nó vẫn ẹo qua chỗ khác vậy. Nhậm bớt nghe. Tới đâu là nó bớt luôn. Quên quá. Đừng qua cái đèn đèn. Thanh, chị ơi đừng nèm đâu, qua bên phải. Ê, tớ nèm á. Nó bị lệch. Bị lệch bên phải. Hỏi nhắc thì lúc mà đang cái đà tay này là y chang. Tôi quyết định không trúng được cái nào tôi kiểu chồng. Thế là chị thấy mình không có kỹ năng chơi cái môn này rồi. Thế nó rớt ra ngoài không vậy? Bánh dù hay nè. Bánh dù. Bánh dù. Chân xài lên nhá. Sao em lấy hết được mà. Chân xài lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa con cái nó rớt luôn hả anh Thanh? Ôi hay quá. Nó lấy hết rồi mà ta. Ủa còn cái kìa. Mình còn tới 200. Hay quá. Trời quá. Yeah.
trên bỏng ra nó sẽ ra ngoài. Sao giờ này mới nói? Ủa bây giờ tính tướng phải không? Đúng rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ra ngoài kìa. Hay quá Tuấn ơi. Trời cái nữa. Trời cái nữa Tuấn ơi. Ôi. Dê dê dê. Còn cái mà không được vậy Tuấn. Trời ơi. Hôm sau chị ơi, con lên. Xích qua đây nè. Ừ, đây nè. Ừ. Cứ đi thẳng lên. Đánh y chang hồi nãy, đi thẳng lên thôi. Rồi vậy được rồi vậy. Sao mình không có điểm nào chưa? Đâu, mình 10 chưa, cộng lại nè. Mình cộng lại là nhiều điểm lắm rồi đó. Chết rồi. Ê, được á, được á, trên ơi. Bên kia ba 40 điểm rồi, hai ba người cộng lại 40. Nhưng mà Kiều Minh Tuấn với Bích Dô là thắng hai bạn này, là mỗi người điểm là 2 điểm, coi như đội mình thua, đội mình ăn 1 điểm, cộng với đồng đội mình ăn 2 điểm nữa là coi như đội của Cát Tường thắng trước 3 điểm. Tổng cộng là sỉ số 4-1. Đuổi bắt. Trong thời gian 10 phút, mỗi đội sẽ phân ra một thành viên làm hổ, một thành viên làm người, một thành viên làm thỏ đeo mặt nạ để phân biệt. Tất cả sẽ đuổi bắt nhau theo quy luật hổ được người, thỏ. Người vừa phải trốn hổ, vừa phải đi bắt thỏ. Thỏ thì vừa phải trốn người, trốn hổ, vừa chụp hình tự sướng với từng chủng loại trái cây. Trong thời gian quy định, cứ bắt được một thành viên của đối phương là một điểm. Có nhiều tấm hình chụp cùng với trái cây theo yêu cầu hơn 2 điểm. Chưa có nghĩ ra chiến thuật. Đây nè, em nghĩ em làm người đi. Chị đi lấy trái cây, chị mang cho chị kia. Nghĩ là bà là con người á, bà tới mà lấy trái cây, lấy một cái giỏ trái cây đem hết vô, xong tôi mất một chỗ đó. Nhưng mà thấy bị lộ liễu lắm, rồi kia thì mình cầm trái cây lâu lâu nhét một cái vào đây, xong lâu nhét một cái đi. Lấy cái giỏ luôn. Quý cái giỏ cho nó nhanh, tại vì mình chạy ra chạy vô bên đó cũng sẽ mai phục của bà bệnh mà. Để chị làm con người hả? Chị làm con hổ. Để bà đây làm chị hổ nhá. Con thỏ là nhỏ bé, chị là nhỏ bé, chị chỉ cần trốn mừng cho em vào mấy cái chỗ mà đồ quần áo các thứ á. Nó có mấy cái mà treo á, chị cứ ngồi thẳng ở trong đấy luôn. Rồi bây giờ, giờ phân đi. Em làm cọp cho. Nó đòi nó làm cọp. Vậy là tôi làm người, ừ. Vậy tôi làm thỏ hả trời? Tôi đi trốn thôi hả? Trời tôi chỉ là trốn tránh thôi. Chị nhỏ con. Chị nhỏ con. Trời khổ mơ hai đứa em bự con lắm. Tụi nó dí bắt chị á. Trốn với chạy đúng không? Có thể chị mặc áo khác vô được. Rồi mượn hai cái áo khoác đó. Em là người phải không? Em đi dí em bắt con thỏ. Đúng giờ để cho nó khỏi chụp selfie. Em canh con thỏ, em kiếm con thỏ trước tiên. Còn em á, em phải vừa bắt vừa canh con cọp, đừng có cho nó bắt chị. Chị là núp, và chị cố gắng chị sẽ bảo, em phải bảo vệ chị. Còn thằng này là đi bắt con thỏ bên kia. Thấy không? Mà ví dụ như á, mình vô mình chụp hình với lại trái cây hộp thì sao? Trái cây cầm nguyên hộp trái cây á. Cầm nguyên hộp nghĩa là trái cây à, nào nó có nói trái cây tươi không? Có dùng không? Để chị coi đọc có tin nhắn. Để chị đọc có tin nhắn. Để tin nhắn. Thôi, hai bên bắt đầu, đi vào. Ở đây không có bán quần áo vậy đó. Có mà. Mấy cái chỗ là đôi lót này nọ kia có khăn chất các thứ đó. Thời gian bắt đầu. Bà Thanh đang ở đâu?
Lỡ đi nhân viên ở đâu vậy? Lỡ đi nhân viên. Chị Trinh ơi, chị có lấy được trái cây ra cho chị Sĩ Thanh chưa? Tới đi chị, tới đi, em cản anh đây rồi. Tự nhiên em bỏ này lên em ăn gan vậy đường. Anh đâu thấy đường đâu, đáng lẽ anh như vậy là phạm luật rồi. Chứ là chị có thấy hổ đội kia đang ở đâu không? Hổ nào? Hổ của đội kia ấy, chị có thấy ông đâu không? Không thấy, chị đang núp trong đây. Này, vậy thì em núp ở xa nhá. Chị Sĩ Thanh, chị bị bắt chưa? Chưa. Thấy đâu hết á. Thấy đâu? Sao? Cái gì? Anh đang nói chuyện với ai? Anh không hiểu luôn. Anh đang đồng hành với em mà. Anh đang đi ra chỗ khác đi. Thì sao? Anh đi ra đi, con thỏ đâu? Cái gì? Con thỏ nào? Anh cũng đang kiếm con thỏ nè. Thật sự anh cũng đang kiếm con thỏ. Đúng không? Em kiếm thỏ không? Em khiêm nha, em không có nói chuyện với anh. Em có kiếm thỏ với giống như anh không? Em im nha. Hả? Thỏ đứa kia chị có thấy đâu không? Không biết bây giờ nên đưa, nên bắt con thỏ kia hay là chị bắt thỏ đi, chị bắt thỏ kia trước đi, để ít nhất là mình được 2 điểm á. Nhưng mà chị thấy thỏ bên kia, tại em không thấy thỏ bên kia. Ông kia ông đang kiếm em hết rồi. Ê, cái gì? Em phải nói chứ.
Nico! Nico, tình yêu của anh! Nico! 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 Anh nè! Nico! Nico! Nico bị sao vậy? Em bị sao vậy Nico? Nico! Ok! Anh sẽ có được cái chuyện này! Anh nè nè nè! Nico, em cái gì? Hả? Alo, Nico. Ở đâu? Làm gì đó? Bác Dâu đang đi vòng vòng á, bác Dâu bị bắt rồi. Bây giờ bác Dâu đang đi vòng vòng để đi kiếm em để chỉ cho đi, anh ấy á. Alo. Alo, chị Thanh đâu rồi? Không chụp nữa đủ rồi. Không chụp nữa. Cầm cái áo ơi, cầm cái áo ơi. Anh đi à? Chạy đi, chạy đi. Thanh, bà đi coi bà Tường ở đâu, la lên. Đi coi bà Tường ở đâu. Nãy giờ bà có chụp trái cây gì không? Nhiều không? Điều quan trọng nhất á là chú Thọ của chúng ta ngày hôm nay chụp được bao nhiêu tấm ảnh với trái cây? Có 5 tấm thôi. 5 tấm thôi hả? Chết rồi, giờ chị ơi, vậy em đâu cần phải nói tới chị nữa chi đâu. Gấp 4 lần à? Nó gấp 4 lần luôn á. Ghê vậy. Em hỏi đi. Vấn đề là khán giả muốn biết chị đã gian nan như thế nào. Gian nan hả? Là trước khi vô là mình đã địa sẵn một cái anh cho mượn cái áo mình quăng xuống đất. Thì khi mà vô một cái là mấy bạn chạy trước mình chạy sau. Mình chụp cái áo mình không đi đường gần nhất mà mình vòng cái đường ra tút đằng sau đùi hàng thịt. Mình đi đường xa nhất nhưng mà mình chạy một cái véo lên tới trên. Mình nhìn xuống là chưa có ai lên khu vực phía trên. Tại vì phía trên này lo bắt nhau, lo núp gì đó. Thì mình ra mình chụp bạc được 4-5 cái. Thì mình thấy có bóng dáng của một bạn là đi lên là mình núp. À và trong thời gian đó có 2 lần bé Thơ Ngọc đã bị đối phương phát hiện. Nhưng mà ấy cặp giò chạy đường kinh quốc tế 20 năm bạn đã dí núp trốn bắn đường khác hết. Sai rồi. Sai chiến thuật quá. Là chiến thuật sai đúng không? Sao? Các bạn vẫn còn dòng lật mặt mà. Cái game này đội của Cát Tường thắng đội bên kia 3 điểm. Hãy phân định thắng thua và lật mặt điệp viên. Đội thắng được thưởng một bữa ăn thật ngon. Đội thua phải đứng hát phục vụ văn nghệ liên tiếp 5 bài theo yêu cầu của đội thắng. Đội sắc đẹp thua toàn tập. Và đội của chúng ta thì chiến thắng toàn tập. Cái đó thì ngay từ đầu đội sắc đẹp cũng đã xác định được rồi. Nhưng mà vẫn đẹp, đúng không? Vẫn đẹp. 2-3 đẹp. Cô Nghi Ba Dơ đầu tiên là cái lúc mà mình chia đội thì em có kêu thấy một câu, em kêu khoan chọn. Tại vì bây giờ nếu như mà tụi mình hên á, mà chọn trúng được điệp viên vô đội tụi mình á, thì
tụi mình sẽ thắng. Thì lúc đó tôi thấy Bazo có một cái biểu hiện bạn hơi bị lộ chút đó. Người ta nói bắt được điệp viên vô đội mình thì đội mình sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn. Thì trong ba người đó mình mà hơi mà trúng được ai thì... Cái thứ hai là bạn diễn cái khúc không biết cái nhiệm vụ mà cổng bạn rồi cổng Sĩ Thanh á, diễn dở quá. Diễn lúc đó làm như là không biết gì hết. Nên mấy cô nghĩ là bác Sơn. Hợp lý. Tôi chỉ để ý trang pháp thôi. Thì em có cảm giác gọi là cái giác quan thứ 6, thứ 7 của em á, mách bảo cho em á, người điệp viên đó là trang pháp. Tại sao? Thì đó mách bảo. Mách bảo. Nếu mà làm điệp viên mắc gì đưa cho em 50 ngàn. Có sự toan tính trong đó thì sao? Toan tính gì em đi. Tiếp đi Tường. Mọi người thấy chị chơi quá xuất sắc mà mọi người biết chắc chắn chị không phải điệp viên rồi đó. Ủa mà tại sao chị Tường lại không phải là điệp viên được? Cô Lan Kinh là không phải rồi. Dụ dụ chị hoài mà dụ cũng được. Trang pháp cũng không phải rồi. Tự nhiên cho 50 ngàn, mất 50 ngàn rồi bị thua điểm nữa. Nãy giờ chị thấy Sĩ Thanh không có lộ gì hết trơn. Chắc là Sĩ Thanh làm việc gì. Còn tôi thì tôi nói thiệt, ngay từ đầu tôi nghĩ là Sĩ Thanh. Tôi đã giả ngây thơ ngay từ đầu là tôi không biết gì. Tự nhiên lại móc 50 ra đưa tôi rồi mua chuột. Tức là bản thân tôi hiện đang ngay từ cái giai đoạn đó, tôi đang nghĩ không biết ba bạn có hợp tác lại với nhau không và làm che giấu cái thân phận không. Bởi ba bạn đi cùng với nhau đều đã biết hết được cái ý của cái trò chơi đó rồi. Làm gì vậy? Ông rảnh không? Chổng ngươi đi vòng được không? Cái lời đề nghị mà không đâu vô đâu. Nói chung là hôm nay á, bên đội em là yếu thế. Em nghĩ bên đội của chị. Mỗi lần bác sĩ rất thông minh. Sau này tự nhiên có nghe. Ủa là mình cứ phải đi vòng vòng vậy hả? Ê, tôi có cảm giác như tôi là cái người bị lừa. Chơi bowling dở ơi là dở. Cố ý chơi ra ngoài không à? Ngon mà. Ê, thôi mình nghĩ là Kazo. Cảm tính rồi, đây. Pháp. Em nghĩ là anh Tuấn, tại vì tự nhiên thấy anh cứ mấy lần luôn cứ ra bảo em nhớ mang tiền nhé, em nhớ mang tiền. Tại vì là em nghĩ anh được viên thì em cũng kệ, em cũng đưa cho anh xem như thế nào. Để ngờ nó là cái thì là em rất là thâm. Em đưa coi anh diễn thế nào phải không? Anh lộ như thế nào phải không? Mình quay nhau cả năm mấy mà nếu ghi tên nó trật nó sẽ buồn lắm. Mình ghi đúng. Đi đúng chữ Y nha. Tôi, Kiều Minh Tuấn. Tố, Sĩ Thanh. Tôi, Cát Tường. Tố, Sĩ Thanh. Chết rồi, tôi ghi lộn rồi, tôi định ghi Sĩ Thanh á. À, tôi có gì đang chỉnh. Em thì cô Lan Trinh, em tổ 3 giờ. Sĩ Thanh lúc 3 giờ. Trời ơi. À, kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ phải xuất hiện nhân tố bí ẩn của biệt đội 6 năm 2016. Người đó là Lan Trinh. Sĩ Thanh. Bách Dô. Trang Pháp. Hay là Cát Tường. Hôm nay bạn là điệp viên. Hả? Mỗi một thành viên của đội X6 sẽ có một nhiệm vụ bí mật. Nhưng vì bạn là điệp viên nên bạn sẽ được biết tất cả mọi người ai nhiệm vụ là gì. Chính là bạn diễn quá nhiều nên là thấy là bạn đã biết rồi. Thì thua. Thì quan kia đi. Bốn chúng ta sẽ được ăn. Hai bạn này sẽ đi bưng đồ ăn phục vụ cho chúng ta. Tuy nhiên, trước khi đi thì bạn Trang Pháp có một cái gọi là danh dự, điểm danh dự. Bạn bình chọn dùm trong năm bạn này, một bạn làm đội trưởng cho tập tuần sau. Theo như em thấy thì em rất ngưỡng mộ. Nếu như mà chị không phải điệp viên thì chị là một thành viên xuất sắc. Và chị sẽ là đội trưởng của tuần sau. Yeah. Cảm ơn em. Cảm ơn dòng em. Sau mình mệt nữa rồi. Pháp ơi, ăn năm bài đi em. Xin anh đừng quên bến đò xưa mà em dò dò mong
chơi. Ông nội đi làm gì còn không nói tin lời tới chỗ hết đó. Điệp ơi, mai anh đến chốn thành đô, nhà xe rực rỡ, xin em đừng quên. Đây phải lấy cái xe nghèo ở đây á. Con đò xưa bến đò. Thôi được rồi, rút về đi. Dò gió. Rồi cho Trang lên đi, cho Trang lên đi, Trang hát. Đi theo năm chiều trên lối vắng, bao xa bao xa mơ như thật gần. Câu yêu thương chỉ trong nỗi nhớ. Cô bờ chưa? Em cô bờ. Em mua luôn anh. I don't want you.